Vào ngày 7 tháng 10 năm 2015, một chiến hạm cùng 3 tàu khu trục của Hải quân Nga đã phóng đi 26 tên lửa hành trình lớp Kalib từ biển Caspian nhằm vào 11 mục tiêu của IS ở Syria. Những tên lửa này vượt qua quãng đường dài 1.500 km trong không phận Iran và Iraq và đâm trúng các vị trí của khủng bố ở Raqqa, Aleppo và Idlib, phá hủy toàn bộ những cứ điểm này. Được đưa vào sử dụng lần đầu tiên từ năm 2012, tên lửa hành trình Kalib có thể di chuyển ở khoảng cách 50 đến 150 mét trên mặt đất và nhắm trúng các mục tiêu ngoài khơi ở khoảng cách 350 km và các mục tiêu trên đất liền ở khoảng cách 2.500 km. Độ chênh lệch tối đa so với mục tiêu chỉ là 3 mét. Phiên bản xuất khẩu của tên lửa Kalib là Kalapka. Tuy không bay được khoảng cách xa như vậy, nhưng vẫn khiến phương Tây dè chừng bởi khả năng đánh úp các mục tiêu khi được phóng từ những bệ phóng di chuyển. Tên lửa Kalib có khả năng bám lượn theo bề mặt địa hình với độ chính xác gần như tuyệt đối và gần như không thể bị đánh chặn do có tốc độ siêu thanh. Theo các chuyên gia quân sự, Kalib là một vũ khí chết người mà đối thủ nào cũng phải e sợ. Trong cuộc tập trận hải quân ở biển Barents vào đầu tháng 10, tên lửa Kalib đã chứng tỏ uy lực của mình khi nhắm trúng chính xác các mục tiêu ở cách đó hàng trăm km sau khi được phóng đi từ tàu ngầm. Hiện hai tàu tên lửa nhỏ Zelionidon và Sapukhov được trang bị tên lửa Kalib đang tiếp tục thực hiện các cuộc thử nghiệm trên Biển Đen.